là một cái track Vina House bằng một cái sample Love ở trong cái bộ Kashmir Vol 3, và cùng xem nó sẽ như thế nào nha. Let's go. Ok, đây là cái bộ Kashmir Vol 3 ha. Chúng ta sẽ vào cái phần ở đây, mình đã tìm được một cái lớp cũng khá là hay ở trong cái phần vocal ethnic. Ở đây có một cái lớp khá là hay. Đây là cái lớp mà mình muốn nói ha. Thì mình sẽ kéo cái phần lớp này vào đây. Ở đây thì cái phần lớp của nó là 128 ha. Đây, nhưng mà Vina House thì mình sẽ làm bằng 145. Vì thế là mình sẽ, các bạn muốn điều chỉnh cái tempo á, thì các bạn hãy nhấn giữ nút Option hoặc là cái nút Alt trên bàn phím á, sau đó là bấm giữ vào và kéo cái này về cho nó đúng số 3 chẵn của nó. Chúng ta nghe thử xem nó có đúng nhịp chưa. Chữ la đầu tiên nó phải ngay cái gõ đầu tiên á mới đúng á. Thì mình nghĩ là ở đây cho nó dễ nè. Mình sẽ tìm một cái bassline cho nó. Ở đây thì mình sẽ sử dụng rất là nhiều cái VBS Avenger ha. Đây là một cái plugin mà mình thích nhất trong cái việc làm nhạc EDM ha. Ở đây thì mình sẽ thử cho một cái nốt nhỏ để xem nó như thế nào ha. Trong cái phần vocal thì mình nghĩ là chắc cho nó thêm một cái EQ nhẹ đi ha. Ở đây nó nghe cái tiếng chạch 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 á, thì các bạn hãy kéo cái đuôi này xích ra đây nè, sau đó vuốt cho nó tròn lại. Mình nghĩ là mình sẽ làm cái phần build up cho nó lên cái phần drop ha. Tìm và cái FX bỏ vào. FX gì đây ta? Sweep up, long sweep nè. Ok, cái này đi. Phần shop nó sẽ nằm ở tầm 8-16 bar, nó sẽ nằm ở đây. Ok, mình sẽ sửa cái phần này lại ha. Cái này nó không đúng tempo rồi. Thì thử cái bộ Kashmir nó sẽ làm cái lớp là 128 ha. Thì đây mình sẽ sửa lại thành 145 như thế này. Tầm đây thôi. Thử một đổi một cái tiếng bass khác cho nó nhẹ nhẹ hơn thử. Ok, ngay phần này thì mình sẽ cho nó một cái phần drum fill. Đây là 150 ha, mình sẽ kéo về 145. Thử cắt bỏ cái phần đầu ấy, mình lấy cái khúc đuôi thôi. Ok, mình sẽ không lấy cái đoạn này, mình sẽ lấy một cái short fill mình để vào đây. Thường thì các bạn chọn cái phần sample, nghĩa là cái phần cái tempo của cái sample nó gần giống với cái project của mình ha, để khi mà mình điều chỉnh lại cái tốc độ nó không có bị méo tiếng nhiều, nó làm cho cái tiếng mình dở đi. Thử cái tiếng này xem. Đây là 145 luôn nè. 140 chứ ha. Ok, ở đây thì mình sẽ thêm cho nó một cái tiếng cốc cốc này ha, để nó giữ cái nhịp cho cái phần build up của mình. Ok, mình sẽ sửa cái tiếng này nghe cho nó lạ một xíu. Rồi bây giờ mình sẽ thêm một cái track kick. Ok, tới khúc này thì nó sẽ dày lên một xíu. Dày thêm xíu nữa.
Rồi mình sẽ cho nó một cái filter ở đây ha. Thường thì mình sẽ sử dụng cái filter của phần quay khá là nhiều ha. Tại vì nó đơn giản. Rồi mình chỉ cho các bạn một cái mẹo để các bạn làm cho nó nhanh ha. Thì mình không cần phải vẽ nhiều ở đây nè. Mình sẽ làm như thế này. Ok, rồi sau đó thì mình sẽ trở lại cái mod breath. Đơn giản là khi mà các bạn chuyển thành một cái mod touch như thế này á, thì những cái gì mà bạn thay đổi ở trong cái phần track này á, nó sẽ được ghi lại trên phần automation. Đơn giản như vậy thôi. Rồi ở đây thì mình sẽ cho thêm nó một cái EQ như thế này. Rồi mình cắt cái đít nó như thế này ha. Đó, sau đó thì mình sẽ làm một cái automation nữa cho cái phần EQ này. Thì nó sẽ là low cut frequency ha. Đây mình đang ở 20Hz đây. Thì mình muốn là cái đoạn này nó sẽ bắt đầu cắt nè. Đó. Tới đây. Thì đoạn này sẽ lên như thế này. La. Ok, bây giờ mình sẽ làm một cái bass line cho nó. Mình sẽ lấy cái phần bass của hồi nãy ha. Cái phần bass, cái tiếng bang á. Copy cái này xuống đây đi. Cái này thì mình ít nghe trong Wiener House ha. Nhưng mình thấy hay, mình quất luôn chứ. Rồi bây giờ thì mình sẽ tìm một cái tiếng sub cho nó ha. Rồi trong đây có cái tiếng sub nè. Mình chỉ lấy cái phần sub thôi. Rồi trong cái tiếng bass cũ thì mình sẽ cắt bớt cái tiếng sub của nó ha. Để hai cái tiếng này nó không có đá nhau nhiều quá. Rồi bây giờ mình sẽ thêm một cái tiếng clap cho nó coi. Ok, tiếp theo thì mình nghĩ là mình sẽ cho nó một cái brass. Không biết là trong cái bộ này có tiếng brass không ta. Nửa cái chop đầu thì mình sẽ cho một cái tiếng brass nghe nó nhẹ như thế này thôi. Nhưng mà nửa cái chop sau thì mình sẽ tìm một cái brass khác ha, để nó kiểu như là Rồi bây giờ thì mình sẽ cho nó một cái brass khác ở cái drop 2. Mình có một cái phần melody như thế này. Rồi cái phần lead thì mình sẽ chỉnh lại cái phần FL tool ha, cho nó đỡ gắt xíu. Rồi ở đây thì mình sẽ muốn cắt cái phần này đi ha. Mình sẽ thêm một cái fill ngay đây. Nói chung những cái bài như thế này thì thường mình cái chỗ nào mình thấy thì mình làm liền, chứ mình không có đợi. Mình làm kiểu như là mình sẽ làm bassline xong rồi mình làm cái drum, hoặc là mình làm, nghĩa là mình thấy cảm xúc mình tới đó, rồi mình cần cái đó thì mình cứ bỏ vô luôn. Mình không có ngồi đợi để một hồi mình làm sao. Hồi mình làm sao thì mình lại quên ha. Thì đó là cái cách mà mình vẫn hay thường làm cái loại nhạc này. Có thể là các bạn thấy mình làm cái bài Wiener House nghe nó không giống những cái bài Wiener House thị trường, nhưng mà thật ra thì mình không có thích những cái tiếng bass ở trên những cái bài Wiener House hiện tại ha. Mình thấy mình thích những cái tiếng bass như thế này, rồi mình làm theo cái nhịp của Wiener House thôi.
Tiếng này thử xem. Ở đây thì mình có lẽ là mình sẽ cắt cắt kiểu như thế này. Slow down. Ok, tiếng này cũng hay chứ hả? Ok, cái tiếng này thì mình sẽ cho nó qua hai bên tai ha, nghe cho nó phê đó mà. Rồi, cắt một miếng cut up của nó ha. Ok, cái này đi. Mình lấy nửa khúc sau thôi. Slow down ở đây. Ok, tiếp theo thì mình nghĩ là có một cái tiếng flat ngay đây như thế này. Thì ở đây mình có sẵn một cái tiếng flat mà mình đã làm. Nó nằm ở đây ha. Tiếng flat. Ok, bây giờ thì mình sẽ làm cho nó một số cái phần FX ha. Hay chứ nhỉ. Rồi, sửa cái tông của cái sample này lại thành A đi ha. Rồi, đây. Oh my god. Đây, cái này. Và như vậy là mình đã hoàn thành xong một cái phần drop nhỏ nhỏ của một cái sample loop ở trong cái bộ Cashmere Vol 3 ha. Và chúng ta sẽ nghe lại xem cái bài hôm nay chúng ta được là cái gì. Let's go. La 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 la. Và đó là tất cả những gì có trong cái video ngày hôm nay.
Đừng quên là nhấn subscribe và like nếu như bạn thích cái video này. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong cái video lần sau. Mình là Thịnh. Thank you and take care.